Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với tin mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung liên quan đến tình hình lũ lụt và thiên tai đang xảy ra tại Trung Quốc. Diễn biến của sự việc này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị khán giả, lở đất, vỡ đê do mưa lũ hoành hành ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của người dân Trung Quốc bị chìm trong biển. Nước mưa lũ liên tục khiến cho các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc xảy ra đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng hoặc mất tích, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu tấn công 3 ngôi làng. Và hôm qua, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di rời và 6 người bị mắc kẹt phải được giải cứu sau vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ tháng 11 cho đến nay, gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này, vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu đại dịch COVID-19. Một trận sạt lở khác vào sáng sớm 2 ngày trước tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi San Khánh cũng đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các học sinh đang tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trên khắp Trung Quốc cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn đến địa điểm thi đúng giờ trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực. Các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các điểm thi ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, tỉnh miền Đông Trung Quốc là Chiết Giang vào ngày hôm nay đã nâng mức ứng phó với lũ lụt lên mức cao nhất dọc sông Tùy Đường. Giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông, hồ và dự báo sẽ còn tiếp diễn. Công ty Thủy điện và Thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê, nhưng nước từ con sông bên ngoài đoạn đê được tu sửa vẫn chảy vào với tốc độ lớn. Việc chặn đê rất là khó khăn. Những vật liệu bằng đá nhỏ thả xuống nước đã bị cuốn trôi, bởi vậy những người cứu hộ đã phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng hộ lũ Xin Chan tốn rất nhiều vật liệu nên để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu lớn và làm việc rất khó khăn. Ước tính không thể sửa chữa lỗ hổng vỡ đê trong thời gian ngắn. Hiện tại, mực nước hồ Xin Chan ở tỉnh Giang Tây tiếp tục dâng cao. Ít nhất 4 trạm quan sát đã vượt quá mức nước trong thảm họa lũ lụt năm 1998 vào năm 2020 và đã phá vỡ kỷ lục trong trận lụt lịch sử của hồ Xin Chan vào tháng 6 năm 2020. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt hồ Xin Chan và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km², lớn nhất trong 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 1, mưa lũ sẽ xuất hiện trở lại ở vùng Trung Du và hạ lưu sông Trường Giang. Mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo rằng tình hình kiểm soát lũ ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử sẽ rất là nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự xuất hiện của các thảm họa như lũ lụt ở các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn, tránh đất đá sạt lở, chui vào những chỗ trũng. Tổng cộng đã có 17.000 người đã bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị, 30.000 ngôi nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt kỷ lục trong lịch sử, vượt mức lũ lụt năm 2020. Kể từ ngày đầu tháng, hầu hết các quận và thành phố ở tỉnh Phúc Kiến đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn đã xảy ra ở khu vực phía Bắc.
Theo tiết lộ của Văn phòng Phòng chống lụt bão tỉnh Phúc Kiến, từ 6 giờ sáng ngày hôm qua cho đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, 62 thị trấn ở 25 thành phố tỉnh Phúc Kiến có lượng mưa vượt quá 50mm, trong đó 6 thị trấn ở 5 thành phố trên 100mm. Thị trấn Phượng Bộ của quận Cổ Điền lớn nhất với 147,7mm và lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7mm bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục. Tuyến đường sắt Ưng Châu - Hạ Môn ở Phúc Kiến đến phần thượng nguồn xảy ra sạt lở đất. Dự báo thời tiết cho thấy, từ đêm ngày hôm nay cho đến ngày mai trên toàn tỉnh có mưa và sấm chớp. Kể từ khi vào thời kỳ đầu mùa mưa, mưa lớn đã liên tục xảy ra ở thành phố Củ Châu, tỉnh Chiết Giang. Và lúc 1 giờ sáng ngày hôm qua, do ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ đã xảy ra ở làng Đại Hồ, thị trấn Cửu Hoa, huyện Kha Thành, Củ Châu và 107 dân làng đã được sơ tán. Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành phía Nam và nhiệt độ cao ở miền Bắc tiếp tục gây ảnh hưởng. Tại Tế Nam, Trịnh Châu, Bắc Kinh, Thiên Tân và Thạch Gia Trang xuất hiện nhiệt độ cao trong 2 ngày liên tiếp. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh cho nhiệt độ cao đầu tiên vào lúc 16 giờ ngày hôm qua, ước tính từ ngày mai đến ngày cuối tuần này. Nhiệt độ tối đa hàng ngày ở hầu hết các khu vực của Bắc Kinh sẽ đạt trên 36 độ C và nhiệt độ tối đa có thể lên tới 38 độ C. Vào sáng ngày hôm nay, Cục Khí tượng Trung Quốc Đại lục đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao. Một lần nữa đề cập nhiệt độ tại Bắc Kinh lại tăng cao, nhiệt độ tối đa là 38 độ C. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, bão lũ triền miên tai họa liên tục giáng xuống đất nước Trung Quốc, khi tại nhiều nơi ở nước này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn sạt lở đất cũng như lở núi đá kinh hoàng, đã khiến cho rất nhiều người thiệt mạng và bị chôn vùi trong khối đất đá khổng lồ mà phải mất rất nhiều thời gian mới tìm kiếm và khắc phục được. Mới đây nhất vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, sau những trận mưa kéo dài tầm tã, một vụ sạt lở đất đã xảy ra chôn vùi và xóa sổ hầu như hai ngôi làng khoảng hơn 7.000 dân thuộc thôn Dương Sơn, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Chỉ có 9 thi thể được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Số người xấu số còn lại đã bị chôn vùi trong đống đất đá khổng lồ mà chính quyền đang nỗ lực khắc phục. Trong khi hơn 10.000 người khác thì vẫn đang mất tích và đang được các đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm. Trong đó có cả gia đình của ông bí thư xã khu vực này. Những ngôi làng sống gần khu vực núi Thường là những nạn nhân trong những vụ sạt lở thương tâm như trên. Trong khi đó, tại tỉnh Giang Đông, sau nhiều ngày mưa lớn, một vụ lở núi đã xảy ra khi hàng trăm ngàn tấn đất đá đổ ập xuống. Anh Dương, một nhân chứng sống sót kể lại, khi anh đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng nổ, chạy ra xem thì thấy đất đá trên núi ao ao đổ xuống 3 khu nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Anh Khoa, nhân viên thông tin Đoàn Kinh tế Quốc phòng 347 tại huyện Văn Phong, Giang Đông, là một trong 5 nạn nhân sống sót sau vụ sạt lở núi vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng anh trùng xuống khi kể về diễn biến vụ lở núi cho tờ báo địa phương. Quá nửa đêm, có khoảng 27 anh em chúng tôi đang ngủ trong khu nhà tập thể thì nghe một tiếng nổ lớn. Tôi vội bật dậy chạy ra sau nhà và thấy đất đá đang ao ao đổ xuống 3 khu nhà. Cùng lúc, nhiều tiếng kêu cứu vang lên, hốt hoảng, anh hô lớn, lở núi rồi, anh chạy xung quanh, hỗ trợ mọi người tìm lối thoát. Trong màn đêm mịt mờ bởi ánh đèn điện thoại, anh thấy có nhiều đồng đội của mình bị đất đá vùi lấp, song chỉ biết nhìn theo và bất lực. Sau vụ lở núi đầu tiên, đất đá tiếp tục đổ xuống 3 lần nữa, khiến cho mọi người phải dạt ra ngoài cổng đơn vị lánh nạn. Không ai có thể tiếp cận hiện trường để cứu hộ. Được một đồng đội cứu ra từ đống đổ nát, trung sĩ Hà Hồng Long nói, mình như được sinh ra lần thứ hai. Anh ta kể, lúc đó đang nằm ngủ trong phòng tham mưu của ban hành chính, cũng nghe thấy tiếng nổ lớn, nhưng nhiều người khác chưa kịp bật dậy đã bị bức tượng lớn đổ đè lên, khiến người mắc kẹt. Anh cố gắng hết sức đẩy bức tường ra khỏi nhưng vô vọng. Tôi cố gắng kêu lớn, may sao hai người ngồi bên nghe thấy chạy vào hợp sức, đẩy tấm bê tông để giúp tôi thoát ra ngoài. Những đợt lở núi tiếp theo ập xuống, tiếp tục vùi lấp các dãy nhà, nhiều màng tường trôi xa hàng trăm mét. Anh nói, vụ lở núi bất ngờ đã làm cho hơn 422 người bị vùi lấp, trong đó gồm 15 sĩ quan, binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và khoảng 125 người dân bị vùi lấp, gây ra sự kinh hoàng cho dư luận. Lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm thấy được 13 thi thể, số còn lại vẫn còn đang mất tích.
trong khi mưa lũ và bão gió đang tàn phá đại lục, thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia hàng xóm, gây phẫn nộ cho toàn thế giới. Ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn sự tập trung vào tình hình ở Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch từ trước và phục vụ một số mục đích như đào tạo tích hợp các nền tảng và công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng và hải quân không quân. Theo chuyên gia người Úc, các cuộc tập trận hải quân và không quân Trung Quốc trong hơn 10 ngày qua bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp. Lực lượng không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia một vòng xoáy hành động và trả đũa ở Biển Đông. Nói cách khác, mỗi bên phản ứng lại các hoạt động quân sự của bên kia, giáo sư Taylor nhận định. Ông ta cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể và quyết tâm chống lại sức mạnh hải quân của đối thủ. Các cuộc tập trận vào ban đêm và rạng sáng của họ là để đáp ứng thời điểm có các hoạt động không quân của đối thủ. Theo một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự ở Bắc Kinh, lịch trình huấn luyện mới nhằm đáp ứng các hoạt động của máy bay và tàu chiến của Mỹ luôn diễn ra từ nửa đêm đến 2 giờ sáng. Ông Taylor dẫn chứng, ngoài ra có thể suy đoán rằng thời điểm được chọn là trước cuộc tập trận Balikatan thường niên giữa Philippines và Mỹ, một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong những năm gần đây, giáo sư Taylor trả lời Tuổi Trẻ. Ngoài hai đợt tập trận nêu trên, báo South China Morning Post đưa ra con số thống kê đáng chú ý. Trung Quốc đã tiến hành gần 100 cuộc tập trận ban đêm trong năm 2022 so với chỉ có 30 cuộc tập trận trong năm trước đó. Bình luận về các động thái này của Trung Quốc, ông Hoàng Việt Trường, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, có thông tin cho biết Trung Quốc đã liên tục đưa ra các thông báo tập trận từ ngày 4 tháng 1 cho tới nay để tìm kiếm một chiếc máy bay quân sự của họ đã bị rơi ở đây trong lúc tập trận. Tuy nhiên, việc kéo dài hoạt động tập trận cho dù máy bay đã được tìm thấy, cho thấy Trung Quốc có thể có những ý đồ khác ở đây. Trước tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine khiến cả thế giới tập trung vào đây, sẽ có thể dẫn chứng sự lơ là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, có những lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng các vị trí và ảnh hưởng của họ ở Biển Đông, ông Việt nhận định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!